Tôi cũng rất mong muốn các anh chị và các bà con cũng như các bạn bè ở An Minh góp vui trong lòng nên tôi trải nghiệm xem tôi có thể làm cái chương trình này là con dao này nó giống như thế nào, nó có thể một sản phẩm. Tia lửa nó bắn sáng cao nhất chấm.
mày phát nhá, chuẩn bị đỡ em mày gái nhá. Thank you.
nhỏ nhỉ. Ừ, nhỏ nhỏ. Thẻ quan thôi thế. Tôi sang góc này đi. Thế à? Cởi rộng không? Một cái văn dao đang hình thành hình đấy. Nó ra thành hình hết rồi. Con nó ngủ ấy, con mày. Con mày còn tươi nữa. Đấy, mày còn tươi nữa. Tôi một lần nữa xong rồi mày một cái nữa mới được bán. Vâng.
ra hình hài con dao rồi. Bây giờ câu đoạn tiếp theo là gì ấy? Tôi đúng không? Tôi với là mày là tao luôn.
Vừa rồi thì tôi tông, tức là mình uống lại nó có khả năng tông bênh đúng không? Bây giờ uống lại cho thẳng tắp thôi đúng không? Cái toàn thân nó thẳng tắp, cả phần đĩa và phần thân đều thẳng hết đúng không? Ok. Cái này là mài nữa là được không? Mài nữa là được. Bốn người làm mà xong tao con rồi. Thử trước không? Thank you.
Mày nên là tao lên nhỉ? Mày năm rồi số đó. Con dao này dao chặt gà vịt các bạn ạ, vừa chặt vừa thái. Bình thường thì có 3 loại dao chính là dao chuyên chặt xương nhá. Thứ hai là dao chặt phổ biến nhất là chuyên chặt gà vịt, gọi là vừa chặt vừa thái. Còn thứ ba là có dao chuyên để thái. Có 3 loại dao, 3 công dụng chính. Còn mẫu mã thì có rất là nhiều loại dao dạng, làm to, làm nhỏ, làm nhọn, làm ngắn, làm dài, thứ là tùy thôi, tùy theo khách. Nhưng mà công dụng là có 3 loại chính: thái, gọt, chặt. Đấy. Đó. Đây. Lắc cái. Đi bạn hơn cái bác cục luôn mày số mày đi. À, tao lên mà cao cái bác âm. Vướng 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 này. Con nhìn vô. Tí cuối cùng là còn cạo lông chân nhớ các bạn nhớ. Đấy là xong rồi ạ.